bọn anh biết mà. Các bạn ơi, sắp lên tới bản rồi. Ôi dồi ơi, trên này á, không khí mát quá đi mất đi. Mà công nhận đấy, bản này ấy, lên mày đẹp ghê các cậu ạ. Này, nhìn thấy chưa, nhìn thấy các bác ở đây. Lông mày vừa dài vừa rộng các cậu nhỉ. Thôi, chúng ta hát mấy bài kinh chị em đi. Sắp tới nơi rồi. Sao? Chẳng thèm, em chẳng thèm.
Trời ơi, đồ này thì làm gì đến lượt mình? Mình đâu cần mấy thứ này. Các cậu này hay nhỉ? Những cái món quà này tuy là những món quà đơn giản thôi, nhưng mà chúng tôi đã mất một quãng đường rất dài để lên tới đây, là tấm lòng của những người ở dưới xuôi ấy. Các cậu không cần, nhưng mà những đứa trẻ con ở đây nó cần. Anh chị hay nhỉ? Anh chị không ăn thì để bọn em ăn. Anh chị nói là làm gì? Đúng rồi, rồi. Chúng nó khinh chơi của mình kìa. Không hiểu, không hiểu. Em ngứa bắt bọn này rồi. Để em bắt bọn áo xanh về. Em nhận cái ngứ tử cho nó biết chị em mình là ai. Nhưng mà bọn nó to lắm mày ạ. Sợ. 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 Anh em mình nói theo tóc thật. Không được, không được. Trời ơi, chúng mày ngu lắm. Tao đã bảo rồi, chúng mày bắt mấy đứa con mắt con đi kìa. Thế nào mà ông cụ bố biết chúng nó bị bắt thì chả đuổi bọn áo xanh xuống bản. Trời ơi. Ừ nhỉ. Đúng là đại ca của mình nói chí phải, phải bắt bọn lót chót này. Chị ơi, deadline của vụ bắt cóc này là bao giờ đấy? Deadline là 8 giờ tối nay. Đi. Về chị ơi. Ai đó? Quá đẹp ngay rồi. Mấy đứa ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi đây để hát vòng tròn TCM nhá. Mấy đứa đã thuộc mấy bài anh chị dạy chưa? Rồi ạ. Rồi, vậy thì bây giờ mấy đứa muốn hát bài gì nào? Còn em muốn hát bài mới lớn hả em? Dạ vâng ạ. Mẹ em bảo lái lên 10 tuổi là phải đi theo chị Mị lấy chồng, chứ không có học hành gì hết. Dâm ba cái môn toán cao cấp vi mô chả được cái gì hết cả. Thế bây giờ mấy đứa muốn tâm sự chuyện gì nào? Nói ra anh chị sẽ giải đáp hết. Tổng đài giải đáp thắc mắc. Còn em á, con này xì xì, cưới gì mà cưới. Này, tao theo bố, theo mẹ sang bên bển kiếm cả bội tiền nhá, nghìn tỷ euro. Rồi nhá, đúng là các em đi sang nước ngoài, các em lấy chồng, các em sẽ dễ dàng có được một cuộc sống ấm no hơn, có được nhiều tiền hơn. Nhưng mà thực chất, những công việc đấy không hề dễ dàng, các em có hiểu không? Nếu các em học chữ, các em sẽ có kiến thức để trở thành những người có ích cho xã hội. Các em có thể làm những công việc ở dưới xuôi, có thể trở thành bác sĩ này, giáo viên này, thầy giáo này. Và lúc đấy các em có thể ở gần cha mẹ hơn, có thể cho đất nước nữa. Nói chung là mấy đứa vẫn phải học chữ, biết chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Em biết rồi ạ. Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, để anh chị dẫn mấy đứa về nha. Dạ thôi ạ, bọn em á về được nhá, cả cái bản làng này á nắm trong lòng bàn tay bọn em rồi. Chị không biết đâu, chúng em là thổ địa ở đây rồi đấy. Vâng. Được rồi, vậy thì mấy đứa về cẩn thận nhớ chưa? Về đến nơi phải confirm cho anh chị ngay nhớ chưa? Confirm. Vâng ạ. Confirm. Đi. Ok, confirm. Mày ơi, tao thèm ăn ổi quá. Ôi, các anh chị đi rồi, hay bọn mình đi hái chỗ ổi đi. Ổi ở đâu ngon đấy mày nhỉ? Ổi á, ổi ở trên núi á. Ê,
cách ở đây có ba ngọn đồi thôi. Đi. Nhà mày có cây ổi cơ mà. Mày có vấn đề quang học à? Đấy là cây sung. Đi nhanh nào, có thể lắm rồi em ơi. Đi rồi. Hương ơi, đi vào sắp xếp lại đồ đi mày. Hôm nay chương trình TCM cũng thành công phết đấy. Mấy cái đứa trẻ trên này trông thế mà hát cũng hay. Thôi có gì thì mình sắp xếp lại đồ đi, ngày mai còn đi dạy bọn trẻ nữa. Khổ không ngờ nạn mù chữ nó nặng thế không ạ? Mấy hôm rồi có đọc được ABC XYZ gì đâu. Anh chị ơi, bọn em không tìm thấy con Thắm đâu ạ. Có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói cho anh chị xem nào. Bọn em lên núi để bắt ổi nhưng mà... Bắt ổi? Ok, bắt ổi. Bọn em trèo lên cây nhưng mà tìm mãi không thấy... Quay xuống thì không tìm thấy cái Thắm đâu ạ. Bình tĩnh nói cho anh chị nghe xem nào. Có chuyện gì? Anh chị đã bảo là mấy đứa đi về và đi về nhà luôn cơ mà. Vừa nãy bọn em đi hái ổi, bọn em không biết gì hết ạ. Tôi chết rồi, hay là nó lạc ở trong rừng rồi. Để anh báo mọi người đi tìm rồi. Em đi tìm luôn đi, anh báo cô được chưa? Dạ. Bây giờ mấy đứa dẫn chị quay lại đấy đi. Dạ vâng ạ. Cô bồ đến. Cô bồ đến rồi. Cụ ơi, hôm qua cái Thắm nó đi với mấy anh chị này này, bây giờ đã thấy về đâu. Cái lúc đấy cháu đã bảo cái Thắm là mấy anh chị này nguy hiểm lắm. Các ngọc, cháu tao đâu? Cháu vai cháu ngọc của tao đâu? Ôi, bọn cháu cũng vừa nhận được tin thôi. Vừa lấy TCM xong, em Thắm đã đi về cùng với mấy bạn này. Nhưng mà giờ không thấy em đâu. Đây là một phần trách nhiệm của bọn cháu. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải đi tìm em cô ạ. Thắm ơi, đâu Thắm? Đây là trách nhiệm của bọn ta. Bọn trai làm chúng ta phải tìm ra em Thắm. Không phải còn vô trách nhiệm của mày. Tôi không cần. Lũ áo xanh các người, thật là vô trách nhiệm. Mình đi cô ơi, chết đi à? Các người đứng yên đấy, không đi đâu cả. Bọn cháu cũng muốn đi tìm em ạ. Không đâu cụ ơi, chắc hẳn bây giờ chúng ta phải đi tìm em Thắm đã. Còn cái bọn này á, cũng đuổi chúng nó đi. Trước khi ở trên bản này gặp ra một đống chuyện đấy cụ ạ. Tất cả hãy để công việc đó cho những anh hùng bản. Đúng vậy. Chúng cháu Vân Anh, em này. Bọn chúng mày tất cả con áo xanh chúng mày nhớ chưa, nhìn đi nè. Áo xanh hết đấy. Đám đời. Sao các cậu lại nói như thế? Ôi mình về thôi cô. Nhơi, em đã hứa là bỏ ha. Tất cả mọi người. Chết rồi. Thôi ơi, mình phải làm sao bây giờ không? Mày ơi, tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình rồi mày ơi. Còn anh ơi, cậu bình tĩnh đi, cháu sẽ tìm được à. Chà. Chà. Chà.
à? Cửa chính. Ok, cửa sổ. Cái thằng đại ca ơi, đây là căn nhà bí mật nhất ở đây rồi, chúng nó sẽ không tìm được đâu. Em Thắm ơi, rất tình cảm em Thắm. Ôi trời ơi, thương quá. Nhưng mà nhớ là phải bảo với cả mọi người lớn ý, là bọn áo xanh bắt, nghe rõ chưa? Bọn áo xanh bắt, xong rồi bọn áo dẫn em đi lạc, xong rồi em bị lạc vào đây. Trời ơi, nhớ chuông ghim vào đầu đi nhá. Ngoan nhá, anh sẽ thưởng cho cái quần xịn này. Ôi chết rồi. Chiếc quần nì kê này, nhớ chưa? Có cần anh cởi ra luôn không? Mày có muốn thưởng cái gì thì bảo với bọn tao, không thiếu gì cả. Thưởng á? Em đi ra về xúc xích bản mình. Ồ, em thấy chưa? Mà này nhá, đợi đến khi nào ý mà cái bọn đấy chúng nó xuống bản thì lúc đấy tao sẽ thả mày ra. Còn bây giờ nhớ nghe lời các anh chị dặn nghe chưa? Ghim vào đầu đi nha em, nghe rõ chưa? Táng đấy. Đại ca ra đây nghỉ tí đại ca. Trong lúc đó các bạn áo xanh đang đi tìm bé Thắm. Mày ơi, tao chợt nhớ ra ở trong rừng có mấy khu nhà hoang mẹ. Hôm trước cái Thắm dẫn tao đến đấy. Bây giờ mình phải đi thử vào mấy cái nhà đấy xem. Thắm ơi. Mở cánh cửa thứ nhất. Không tìm được đâu. Mở cánh cửa thứ hai. Còn lâu mới tìm được ấy. Mở cánh cửa thứ ba. Ô, đại ca hình như nó tìm được mình rồi. Làm sao mà tìm được, mày làm sao đấy? Đây này, nó đã nhìn thẳng vào mắt em ấy. Run. Này, mấy người, sao mấy người lại bắt cóc Thắm? Sao mấy người làm vậy? Thế mày nói xem, tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? Thực ra là ấy, như này nhá. Tại tao ghét chúng mày thôi. Tao ghét cái bọn chúng mày, tao ngứa mắt nên tao bắt Thắm và đổi tội cho mày thôi. Thực ra là trên cái bản làng này ấy, có thiếu thốn thứ gì đâu. Mùa đông hơi lạnh tí nhưng mà bọn tao vẫn cởi chuồng bình thường. Này, mà bọn tao chẳng có YouTuber để xem như chúng mày cày view cho sếp Tùng với chị Thơ Nguyễn. Vô bổ. Dù gì thì những món quà mà chúng tôi chuẩn bị cũng là tấm lòng của chúng tôi. Các cậu không cần giúp đỡ, những cái mới cần giúp đỡ. Thì sao? Mày nghĩ giúp đỡ á? Giúp đỡ cái kiểu gì mà chúng mày trành ngành ra đường vòng tròn hát hò? Hát hò TCM đúng không nhỉ? Hình như là thế đấy, tao có biết đâu. Trời. Còn ngồi quanh cái chân cầu kinh tế đấy làm cái gì? Vướng víu. Rồi sao? Các cậu nghĩ rằng chúng tôi đi lên đây, chúng tôi được cái gì ở đây? Suốt một chặng đường chúng tôi trải qua để có thể lên đến cái bản này, những cái đồ vật các cậu nhận được ấy, những thứ này chúng tôi nhận được ở trên trời lên xuống à? Chúng tôi đi quyên góp. Đây là tấm lòng của tất cả những người dân ở dưới bản.
biết rằng có những chuyến đi mà đồng đội của chúng ta mãi mãi không trở về. Các cậu có biết rằng có những ngày rét như hôm nay chúng ta ngồi ở đâu? Chúng ta đốt lên những đống lửa, chúng ta hát những bài DCM để chúng ta động viên tinh thần của nhau. Nhưng giờ thứ chúng tôi nhận lại là ánh mắt dè bỉu của tất cả các người, là những lời cay độc, rồi còn hành động này nữa. Các cậu bắt một đứa trẻ vô tội chỉ để đổ tội cho chúng tôi sao? Các cậu muốn chúng tôi đi, chúng tôi có thể đi. Tình cảm của chúng tôi thật sự đã đặt sai chỗ rồi. Cụ bố đến. Cụ, cụ ơi. Cụ đánh em. Cụ bố ơi, cháu thấy bé Thắm được đau quá. Chị Linh với anh Đạt chăm sóc ạ. Thằng Hương Hương đây còn đánh anh Đạt nữa. Trời ơi, bọn này láo tét thật. Đã bắt cóc lại còn đánh người nữa. Mày nghĩ gì đấy? Các người, các người còn gì để chối cãi nữa không? Lũ áo xanh các người, còn gì nữa không? Chúng cháu không làm. Bây giờ có em Thắm ở đây, ta bật một lời rõ lên đi. Thắm lên luôn. Lên. Em nói đi Thắm. Em nói đi. Nói ra sự thật đi em. Có anh chị ở đây rồi, đừng giận. Anh chị sẽ bảo vệ cho em. Đừng quan tâm dư luận em ạ. Thật ra là... Nói đi em. Nói đi, cứ nói ra sự thật đi. Anh... Là anh chị... Nói đi em, đừng sợ, có chị ở đây rồi. Là anh chị... Áo xanh bắt cháu. Ôi trời ơi. Bây giờ... mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Các người còn gì để chối cãi nữa không? Mày nói xem. Em Thắm đã nói như thế rồi. Ôi tim. Thắm ạ. Sao lại nói như vậy Thắm? Anh chị làm sai gì với em sao? Tất cả mọi người không tin anh chị, tại sao em vẫn làm như thế? Thắm. Nếu các người đã muốn như thế thì chúng tôi đi. Chúng tôi đi cho khuất mắt các người. Nhưng chúng tôi không làm việc này. Chúng tôi không cần trở quãng đường lên đây để bắt cóc một đứa trẻ con. Đến cuối cùng chúng tôi nhận lại cái gì? Các người nghĩ cho kỹ đi. Chúng tôi đi là được đúng không? Người đi, người ở, đừng về. Thắm, mày có chắc là anh chị bắt mày không? Tao nghe anh chị nói vậy, tao cũng không tin lắm. Có phải anh chị bắt mày để lấy nội tạng đúng không? Không, không phải như thế. Anh chị ấy không bao giờ làm như thế. Là bà Linh thất nát bắt tao làm như thế đấy. Mày nói có thật không? Thật là bà ấy đòi bắt tao, bắt tao nói dối. Không phải là anh chị áo xanh đâu. Gọi cả làng ra đây. Vâng. Để cháu đi gọi các anh chị áo xanh ngay bây giờ ạ. Anh chị ơi. Bọn cháu đã đang chuẩn bị đi về rồi. Mọi người còn gọi bọn cháu ra đây có chuyện gì vậy ạ? Xin lỗi các cháu. Đã quá là có chuyện.
chuyện không phải với các cháu. Đã không thể hiểu được chuyện này. Ta đã không biết rằng các cháu đã bị lừa. Ta là trưởng làng, ta muốn thay mặt cả làng xin lỗi các cháu. Ta mong các cháu có thể tha thứ cho tất cả. Thật ra chuyện này xảy ra cũng là một phần trách nhiệm của bọn cháu. Bọn cháu đã không làm tròn vai trò của mình. Nhưng khi bị mọi người nói như vậy, mọi người hiểu lầm như vậy, thật sự bọn cháu cảm thấy rất buồn. Cháu chỉ mong rằng sau này với bất kỳ những người thanh niên tình nguyện nào khác, dù đến bất kỳ nơi đâu, họ cũng sẽ không phải nhận lại những điều như thế. Bởi vì chúng cháu đi là vì với tình yêu thương của tất cả những đứa trẻ ở đây. Chúng cháu mong muốn những đứa trẻ ấy có thể cười thật tươi, có thể có những bộ quần áo mới. Chúng cháu chỉ mong muốn rằng tất cả những người dân ở trên bàn có thể có một cái Tết ấm no hơn. Cháu biết có nhiều lúc bọn cháu đã làm phiền đến cuộc sống riêng tư của mọi người, nhưng bọn cháu mong rằng mọi người có thể hiểu và đón nhận bọn cháu cũng như tất cả những sinh viên tình nguyện khác. Ta xin lỗi của ta không đủ gì. Ba thằng kia đâu? Cô ơi, con đây à? Con đây. Mày có gì để nói không? Con xin lỗi cụ nhé. Ta làm gì? Xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Đây. À, con tìm thấy rồi, xin lỗi rồi. Anh chị áo xanh ơi, em biết lỗi rồi, anh chị tha lỗi cho em nhé. Thực ra là em làm như thế bởi vì là em thích chị. Chị cười đi. Chị đâu thể khóc được lúc này đấy em. Cũng giả dối. Ờ, một nụ cười 10 thang thức bổ. Chị cười nhiều làm khổ trái tim em nhé. Chị ơi, chị có biết là o tròn như quả trứng gà. Ồ, em thì yêu chị. Thôi được rồi, không nói linh tinh nữa. Vâng. Nghe này, chị cảm thấy em rất là có năng khiếu trở thành nhà thơ. Được chưa? Được rồi, tới bây giờ nhá, không được hư như thế nữa. Theo chị xuống bảng làm nhà thơ. Quả bồi xuân. Number one.